Khi ghé Tân Hiệp á, thì nếu mà quý vị có muốn ăn điểm tâm thì có thể ghé bánh ướt chả lụa Xuân Dung ở số 62 khu phố Đông An nè quý vị. Số điện thoại là 0773 710 136 nè. Hôm nay Lâm sẽ vào thưởng thức thì cùng với cái cơm tấm Thanh Sơn, bánh ướt Xuân Dung và phở Bắc là một trong những cái món ngon ở Tân Hiệp này quý vị. Nào mời quý vị cùng theo Lâm vào nhé. À, đây là cô. Cô ơi, mình bán ở đây là được bao bao lâu rồi cô ha? Cô bán thì cha truyền mẹ nối thì nếu mà tính ra là cô bán cái này là từ bé tới giờ. Nhưng mà bán ở tại đây thì có trên 30 năm rồi không? Cô Xuân Dung được nói là rất là khó ở đây đó quý vị. Nếu mà quý vị mà muốn ăn mà để bơ bưng thì cô ở đây cô cũng có người cô bưng đâu. Đúng Là quý rồi. vị phải Vậy tự hả? tự lại mua rồi tự xách về thôi, tại nhà cô thì hiện giờ cũng chỉ còn có hai người thôi nên cô cũng sẽ không có phục vụ, mà đó giờ như cũng không có phục vụ phải không cô? Đúng rồi. À không, lúc trước con cô còn bé ở nhà thì nó chưa đi học á thì cô có phục vụ chứ, cũng có bưng bê mà vòng vòng đây thôi, tại vì hồi xưa là cơ quan nó gần gần đây thì cũng khá, nhưng mà bây giờ là mấy đứa con đi học hết rồi, thành ra Là chỉ bán để mình phải bán duy trì cuộc sống thôi, thành ra cũng không có, nếu mà có tuổi tác mình ngày càng nghèo nữa, công việc nó nhiều quá thì mình làm mình cảm thấy nó không đáp ứng cho cái sức khỏe, thành ra mình hạn chế lại, bán bớt lại. Ở đây là đồ là cô tự làm hết đó quý vị. Lần trước là mình có ăn ở đây rồi là cái này tỏi này là cô tự làm Đúng nhà. rồi. Tỏi là từ cô nhớ là từ Sóc Trăng phải không cô ha? Đúng rồi, cái củ hành tiêu này là củ hành tiêu sinh tại Sóc Trăng, đặc tại Sóc sản Trăng. của Sóc Trăng luôn. Là cô tự làm luôn đó quý vị. Còn cái này, còn bánh ướt này thì cái màu nó trong trong nó hơi đục chút nhưng mà bằng gạo Thái Sóc á quý vị, thì cái màu một chút nữa Lâm sẽ quay cận cảnh cho quý vị coi nha. Ở đây là mà ăn lần đầu, lần thứ hai này vô nó là rất là thích quý vị. Để Lâm quay cận cảnh cho quý vị coi nè. Thì ở đây thì có cô bán bánh ướt là nổi tiếng nhất ở đây đó quý vị. Đây cái màu của bánh ướt nè. Có nghĩa là cái bánh ướt này á, thì nó dai mà mềm, có thể là để được tới ngày mai đó quý vị. Là cô chú là tự làm ở nhà hết. Để Lâm quay chút nữa cho quý vị xem nha. Đây. Cái màu nó là không có trắng quá, nó hơi đục. Thì này cô làm bằng gạo Thái nè. Còn cái này là Lâm nhớ là cô chú lần trước chú có nói là cái này là làm từ Ủa cô nhớ là 4 ký là mình mới được 3 ký mình mới được 1 ký tỏi, tỏi phải không cô? Còn cái màu này nè quý vị có thấy không? Cô chú làm rất là kỹ. Nếu mà quý vị không ăn ớt thì có thể bỏ ớt ra. 4 ký, 4 ký tươi mới ra được 1 Không. ký hành. Dạ đúng rồi, 4 ký tươi được mới ra được 1 ký hành. Lúc trước có. Bữa hôm cô chú có nói này. Đây cái màu quý vị nhìn đặc biệt. Đây. Ở đây thì cô chú sẽ cho thêm được nước nè. Đây cái màu này quý vị. Thường là Lâm không có ăn tỏi nhưng mà lại đây là phải ăn. Không ăn là kể như là uổng. Còn chả lụa này là nấu hết. Cái này là nấu ở nhà, nấu luôn đó quý vị. Mà nấu nhưng mà người quen. Cái này ở đây là chỉ còn có một chủ làm mà gia công. Gia công gọi họ là tự gói. Tự gói ở đây là cô cũng bán luôn phải không cô? Đúng rồi, cô bán. Có ai 1 ký cô cũng bán. 1 ký này bà là bao nhiêu cô? 120 ngàn cơ. 120 ngàn. Chung là lấy cho con một
một ký đi. Ô, hai cái này được rồi. Hai cái đó là một ký thôi. Rồi rồi, giờ lấy hai cái đó còn. À, chỉ còn chủ một chủ ở đây là người ta tự nấu hết á quý vị, không có nghĩa là nấu làm gia truyền, cái này là làm thủ công, làm thủ công. Đúng dạ, mình gói từng cái gì vậy? Chứ còn hiện giờ như là hầu như họ là người... họ cũng làm thủ công nhưng mà họ làm vô cái khuôn, họ vô cái ống tiết bằng sắt hoặc là ghi đắp á. Dạ. Một cái như vậy là 5-10 kg, họ luộc chín rồi mới đem ra, họ cắt rồi lại bỏ rồi nối ngược lại hết luôn. Cái này là gói từ thịt sống. Gói từ thịt sống rồi mới bỏ vô lại. Dạ, dạ. Luộc chín luôn là thành phẩm, còn cái kia là họ làm theo cái công đoạn là luộc chín rồi mới cắt ra mới gói lại, nó lại khác nhau. Dạ. Ngày xưa thì cô làm rất là nhiều, có nghĩa là bàn ghế ở đây thì nhiều lắm, nhưng mà hiện giờ đó thì tùy theo mùa quý vị ơi. Mùa thì có khách đông, có khách đây để làm thưởng thức cho quý vị xem nhé. Viên Trúc ơi, lấy cho con một cái. Dạ. Dạ. Thôi hai cái chứ. Hai cái thì đó là một. Dạ. Con canh lắm á, con mới bữa nay mới lên được đó con. Cô đang đi đá ở trên đó. Xong rồi sao cô cũng phải lại đi lên đi đá một bữa nữa. Ủa cô, rồi cái này là mình mua ở chợ hay là mà giờ cô phải đặt? Giá thì giá sạch cô cũng đặt. Bây giờ người ta ở đây người ta cũng chuộng ba cái đồ sạch này kia, thành ra người ta cũng làm lần con. Ta làm cái người giá mà hồi xưa ta làm, bây giờ ta làm hai loại, một loại giá sạch thì ta bán cái gấp đôi loại giá kia. Thì ăn thua ai muốn lấy giá nào ta lấy. Mà cái giá này nhìn lạ lạ cô. Nó không có mập mập mà nó. Đúng rồi, nó thì trời nắng này nè con, giá nó cũng ngộ lắm. Nắng thì bắt đầu là nó cao, cái nhiệt độ nó nóng quá là nó cao, nó dài ra. Nó dài chứ nó không có mập. Là giá nó nở không nổi. Thì ra dạ. Cái trời mình mấy bữa nay nó nóng, thành ra cái cột giá nó bị dài. Chứ là qua Tết rồi nhiều khi nó cũng nó ế. Bán ế lại thì cái cột giá nó họ giống như là bán đắt á, thì họ phải bán liên tục. Dạ. Thì giá nó thường khi nó không đủ ngày. Còn ví dụ ta bán ế thì ta phải để lại thì giá nó dài ra. Nó có cái trường hợp như vậy, tức là để mà bán đắt là giá nó lại càng ngắn thì người ta lại ít lời, tại vì nó chưa có nở giá. Mà cô phải còn phải cái ăn cái này nè cô, nó dai mà mềm. Đúng rồi, cô nghe kỹ đi, nó có cái hậu ngọt của gạo tự nhiên đàng hoàng. Còn cô con ăn là của gạo mà gạo này kia đó, nó chỉ dai nhưng mà nó không có độ ngọt của gạo. Con nghe kỹ là con thấy có cái đồ ngọt của gạo, tại vì cô làm gạo nguyên chất, còn kia là cái gạo mà ra bột là nó kêu gạo bột tinh luyện rồi. Ủa mà cái công đoạn là mình làm là sao cô? Mình ngâm xong mình xay xong rồi lại mình tẻ nước, mình hồng khô lại để cho nó hết cái chất chua, hết cái tạp chất á, rồi mình lại quẹt bóp ra rồi mình lại chát. Vì tính ra là cũng công phu lắm hả cô? Đúng rồi, thành ra công đoạn nó cũng đòi hỏi nhiều lắm. Cô làm thì cực nhưng mà cô bán thì gọn hơn những cái món khác. Tại vì làm sản phẩm rồi là bán nó gọn á. Tại vì không có rau giá rồi không phải đun nấu gì hết. Dạ. Nhưng mà làm thì rất là cực. Làm công đoạn nó nhiều lắm. Tại nghe, con nghe là con mấy lô bù. Cái
Dạ có dịp con sẽ chạy lên chỗ. Ủa cô mà từ đây mình lên chỗ chỗ chú ấy là còn khoảng 2-30 cây. 3 cây nữa hả? 3 cây nữa hả cô? Ủa? Không đi đâu xa. Con tưởng nghe là khác tỉnh. Nhưng mà nó là cuối bên kia nó giáp, nó cách nhau có cây cầu à. Có nghĩa là từ đây lên 3 cây nữa gì? Ô gì cũng cũng gần ha. 3 cây rưỡi gì nó không. Dạ, không. Con tưởng 10 cây con cũng chạy được, không có gì. Đó giờ con ít ăn cái này lắm nè cô. Ừ, cái hành phi của cô là con thấy nó giòn mà nó ngon mà nó thơm, nó ngọt phải không? Đó, phải không? Cái nó hậu ngọt của cái hành phi. Dạ. Của người ta là biết sao người ta xài ngũ hành có chát thêm nữa cô. Rồi khoai lang, rồi thừa lưa. Với phần như vậy đó nè, cái dầu họ chiên á, họ cứ chiên đi chiên lại hoài. Còn cái này dầu cô chiên xong rồi cô lấy cái dầu đó cô tha bánh. Rồi cô xào thịt đó cô bán là lúc nào cô cũng không có đủ dầu để cô xài. Thành ra dầu của cô là chỉ xài một lần thôi chứ không có cái không có xài lại lần thứ hai, lý do là cô phải xào với cô tha bánh. Dạ. Đó, cô tha mâm bánh để cho cô làm bánh nè, thành ra cái dầu đó cô phi ra xong rồi là cô tha bánh để cô xào thịt. Thành ra không khi nào cô có cái dầu mà dầu xài dầu mà lại lần thứ hai. À. Đó, thành ra là những cái quán ăn khác á, nếu mà họ không tự rán cái nước á thì con sẽ bị ăn dầu chiên đi chiên lại, tại vì người ta phi cái hành này rồi người ta có chảo dầu là người ta phải chiên lại, không lẽ mình đổ bỏ nguyên chảo dầu. Dạ đúng rồi. Còn nếu mà con tới những cái quán nào mà người ta tự rán thì con không có bị ăn dầu chiên đi chiên lại, tại vì người ta lấy cái dầu đó để người ta tha bánh, người ta xào thịt. Dạ. Đó là nó hết đi. Còn nếu mà những người mà ta lấy bánh người ta bán á, đó ta lấy bánh ký bánh này nhưng người ta bán là con bị ăn cái dầu chiên đi chiên lại đó. Mà ăn nhiều chắc cũng ảnh hưởng hả cô ha? Thì ít nhiều quá ảnh hưởng, nhưng mà có một cái là mà cái ăn vô không chết liền, thành ra không ai sợ. Cô ơi, vài bữa nó cô sửa trên Google đi cô. Để chị sắm hai lại. Thì đúng rồi, nhưng mà con kệ. Địa chỉ mới nó thay đổi liên tục con ơi. Nó thay đổi lần này là lần thứ 3 rồi đó. Dạ. Hồi trước nó là 942, xong rồi nó chỉnh cái là 940. Bây giờ nó ra sao còn có 62 mà mới có chừng 2-3 năm nay mà nó chuyển vậy nè. Nên cô bà nó đi giấy tờ mình có đổi nó theo không cô? Phải đổi nhá, ví dụ như cái địa chỉ mới mình gửi hay là mình làm giấy tờ mới thì mình làm địa chỉ mới, còn cái giấy tờ cũ thì kệ nó, như cái sổ hộ khẩu của cô bây giờ nó còn là từng người, cái số nó vẫn còn nằm cái đời đầu chết rồi. Nó vậy á, số hộ khẩu giờ nó còn 942. Còn bây giờ cái nó đổ tới 940, bây giờ nó còn sót 2. Nhưng mà kệ nó. Mình làm giấy tờ mới thì mình để cho người ta biết á, thì người ta ký. Còn nếu không á thì kệ. Cái đó dạ. Là tại nhà nước, rồi chưa đổi sổ thì kệ nhà nước. Không, tại Google á, người ta biết tới mình. Chắc có lẽ để cái dạ. Bữa đó nào để cho chú sửa. Của mình á, sau này á, cái lần sở lệnh giá nó phát triển, nó hình thành cái chuỗi ba cái đường cao tốc này kia, nó sửa chữa thành cái chuỗi du lịch thì lúc đó nó mới phát triển nhiều con ơi. Còn bây giờ là cái giống như tự phát thì nhiều rồi, cái công ty mà nó tự tìm và tự cái này cái nọ, hoặc là những cái đội cua cái này cái nọ thì mang ra cái mình làm tỉnh lẻ mà thật ra đi xuống dưới ở dưới con biết cái món nào đặc sản đâu. Con á, ra đặt giá thì cô chỉ biết được có mấy món là hồi xưa đó, cái áo dài mới á, là cô cũng như vô ăn bánh nướng cái bộ. À, dạ. Nó bán á, gọi là nó không có đạt được như cô, nhưng mà ăn cũng ngon, nhưng mà mấy cái quán bánh nướng bây giờ đó là ăn là cái món nào ra món mấy, ví dụ con ăn bánh nướng, cô biết bánh nướng, con ăn miếng nem, miếng thịt, chứ nó không có quyện với nhau thành một cái món. Ngon quá rồi. Ăn không có ngán rồi. Chứ bình thường con ăn bánh nướng chắc ăn cũng chút mà ngán. Đi lên thành phố hay đi lên mấy cái tỉnh gì cũng vậy, chủ yếu là người ta bán hay là người ta bán đồ ăn, chứ không phải người ta bán cho mình ăn no. Bánh hay cơm thì có chút xíu, còn như thịt thà, nem, chả gì thì để đưa cho nên ra là cảm thấy mình ngán liền.
cái này con ăn không có bị ngán, có nghĩa là mỡ hao cũng không nhiều mà. Đúng rồi, dòng mỡ cô cũng hạn chế. Rồi mới để hết luôn rồi. Rồi, xin cảm ơn quý vị có ghé thì có thể ghé 62 khu phố Đông An, thị trấn Tân Hiệp, ở gần cầu sắt đó quý vị. Thì ở đây là có thể thưởng thức. Ủa, mình bán cả ngày mà phải không cô? Đúng rồi. Rồi, cô bán cả ngày đó quý vị. Đây nè cô. Xin chào. Rồi, con cảm ơn cô. Cảm ơn cô.